Cô ơi. Con đi qua đó đi đường nào vậy cô? Dơ hết rồi. Xình quá trời xình luôn. Ôi. Ngon quá. Căn hộ có bị gì không? Bác ta ủng hộ có gạo đồ ăn ở dưới quê đó. Không có, mình vô mình không có đất, có ruộng, không có nhà, có cửa nữa. Chú coi làm gì ăn vậy? Tiền không? 4 ngàn, 2 người. Đây là sông gì không? À, sông Chợ Đệm. Sông Chợ Đệm hả? À, đây là một cái con sông mà bắt đầu qua bên kia là quận 8 hả? Với lại bên đây bên này là bến Phú Định, bên này là quận 8, chợ Bình Điền. Và cái đò này rất là hay nha. Là phải đi hai bến. Nghĩa là trước khi qua bến kia thì phải tấp vô một cái bến nữa. Ồ. Mà nhìn thấy cái dòng sông thấy thương ghê. Ô nhiễm quá trời à. Ở Sài Gòn cái vấn đề mà ô nhiễm nặng nhất đó là cái dòng sông. Mọi người có thể nhìn thấy ở đây rất là nhiều rác. Tí xíu nữa thì mình sẽ qua bến nào. Xin chào cô bác, quý anh chị. Thì hiện tại Bùi Hồ và em Phong Bụi đang có mặt tại quận 8 của thành phố Hồ Chí Minh. Và sau lưng của Bùi Hồ đây là xóm nghèo không quốc tịch, hay với một cái tên gọi khác kêu xa hơn, đó là xóm Việt Kiều Campuchia Hồi Hương. Gọi là xóm Việt Kiều nhưng thật ra thì các cô chú anh chị ở đây sống trên một cái cảnh là lên đên sông nước như thế này. Thì em Phong có chia sẻ rằng là các cô chú này quê gốc là ở miền Tây, nhưng mà vì cái công việc làm khó khăn nên cô chú phải lên sống ở trên, tạm bợ trên những cái chiếc ghe như thế này. Và hôm nay thì hai anh em đi xuống cái xóm của Việt Kiều này để mà thăm lại các cô chú ở đây nha cô bác quý anh chị. Cái đường đi thì rất là khó khăn. Hai anh em nãy giờ cứ loay hoay và tìm đường để đi xuống và không biết đi như thế nào à. Thì Phong, em có thể giới thiệu cho cô bác quý anh chị biết về cái xóm Việt Kiều này không? Ở đây là bà con sống khá lâu năm. Từ nhiều năm trước là đã từ Campuchia dạt về miền Tây. Và sau đó thì cũng không sống được, cho nên là lên Sài Gòn. Ở đây thì còn khoảng 7 đến 8 hộ. Bà con ở đây thì sống bằng cái nghề đó là nhặt ve chai và làm thuê ở chợ Bình Điền. Và đường đi vào thì rất là khó khăn mọi người. Gần như là những cái đứa trẻ ở đây đều mắc bệnh hết à. Những cái bệnh như là phổi, gan, rồi những cái bệnh liên quan đến đường hô hấp rất là nhiều. Và bây giờ thì con đường vào thì cũng cực kỳ gian nan. Mọi người cũng đang tìm kiếm cái lối đi. Bây giờ chắc phải nhờ liên hệ bà con ở trong đó chỉ đường đi quá. Ủa chân anh Hồ dơ hết rồi nè. Cô bác quý anh chị thông cảm khi mà hai anh em lên clip như thế này ghi hình á thì phải mang khẩu trang, lý do là cái môi trường ở đây thì cực kỳ ô nhiễm. Như em Phong Bụi có chia sẻ thì sống dưới một cái môi trường nước ô nhiễm như thế này thì các đứa bé ở đây cũng như là các cô chú ở đây đa số đều bị mắc bệnh hết rồi không? Yeah. Và đặc biệt cái căn bệnh mà phổ biến nhất ở đây đó là căn bệnh phổi. Ôi dơ quá. Bây giờ chắc nhờ người ta chỉ đường đi quá. Ôi coi chừng dơ anh, bài rác ạ. Đi không được đâu, cầu gãy hết rồi. Cô ơi. Cô ơi. Con đi qua đó đi đường nào vậy cô? Hình như đường này anh Hồ ơi, chỗ mấy cái miếng này nè. Con đi xuống thôi. Con đi đường chỗ này nè chú. Đường bên nào cô? À, đảo lại đúng không? Ừ. Còn đường này đi không được hả? Đường đi không được đâu. Dạ, mình đảo lại ha. Dơ quá. Dơ hết rồi. Xình quá trời xình luôn. Căn hộ có bị gì không? Được em kìa. Nhìn chân của Phong nè. Trời trời. Có nước cho con xin nước rửa dao với.
À, cây cầu này là lúc trước là cô chú đi đường này quá Phong. Dạ. Ôi 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 cẩn thận Phong. Ê đúng không? Khổ dữ trời. Xóm này gọi là xóm Việt Kiều không lối đi luôn á. Nhưng mà vì sao cô chú lại chọn cái nơi này nè? Tại vì ở đây á là đất vẫn chưa có người ở, thì mình đậu tạm á, mấy đất của người ta không có la. Dơ hết. Đâu cái chân em à? Lúng xình dữ không? Ôi ôi. Chạy cái này. Nó đỡ không? Chạy đi. Dạ. Không may là mang dép á Phong. Mỗi lần đi xuống đây là mỗi lần ơi được không? Cái điều kiện như thế này thì cô chú làm gì để mà sinh sống ta? Nhặt ve chai người ta đổ ở chợ Minh Điền á. Được quá. Một cái môi trường cực kỳ ô nhiễm luôn. Mình vừa mới băng qua một cái dãy phòng trọ và đây là cây cầu. Ơi anh đi trước không? Anh đi trước, em đi sau xa ra gãy á. Rồi em bước qua đi. Đó. Dòng cây sắt kìa. Trần cũng không. Cô đang làm cái đường cho mình đi á. Sao rồi? Anh cảm nhận được cái mùi hôi ở đây không? Mặc dù anh đã mang khẩu trang rồi nhưng mà cái mùi nó rất là nồng nặc. Đi chú ơi, đi chú kế. Tại vì bên bển hơn, người ta kêu vợ cậu rồi và mới bắt bên đây. Ôi trời ơi. Ôi. Dạ. Đi chú không sao đi chú. Đi đi chú. Sao con thấy miếng dán nó ghê vậy? Miếng dán tập phần vậy đó chú, cấm cự đó. Đó. Trời ơi trời. Chú mới đóng cái thì đó. Mới đóng mà con. Mới đóng đang đóng nè chú. Khoan nghe Phong, khoan nghe. Những cái cây đinh tạm bợ không á, nó gãy một cái á. Thiêu luôn. Ôi. An toàn rồi đó. Thôi. Đúng không? Khổ quá chú ơi. Rửa da cái chứ. Rửa chân đi. Chú đây nè. À có motor ha. Ủa nước này là mình truyền nước cây hả con? Câu ở nhà trọ đó chú. Chỗ chú xuống nãy đó. Dạ. Yeah. Là như là mình câu mình mướn nhà trọ chở nó chú. Dạ. Yeah. Nhà chủ cũng tử tế lắm, cũng cho mình mướn rồi cho mình câu nước xài đó chú. Chứ không có cũng đâu có xài được chứ, nước này đâu dơ lắm. Nước mặn nó rồi nó khối nữa. Nước này bao nhiêu một khối con? Có chỗ chị lấy 25 ngàn, có chỗ 20, chỗ 15. Cái này là không phải là nước ấy đâu, nước giếng hả chú? Dạ. Nước giếng cái bùn vừa rồi không phải là bùn đất ở nhà, bùn rác á. Ừ, bùn của rác nó phân quỷ không? Cho nên là mình không che kỹ là nó bị ngứa, bị hư da liền à. Ồ vậy hả? Dạ. Ủa da em nó bận luôn hay kìa. Chú nó đi đây nè chú. Tại vì cái nhà này chú coi nè, nó gãy nè. Rồi mới đóng cái cây này chịu nè. Chứ đâu có đây. Có chưa quá kẻ này hả? Dạ. Chứ nhiều khi dạ. Chú không dám đi qua chung qua. Dạ. Cho chú biết con nó gãy rồi đó. Coi. Ủa cô ở đây với ai?
ở đây vậy, bảy sáu bảy hộ lần chú nó đi làm hết rồi chú. Dạ. Cũng có người đi làm hết trơn rồi, có người với mấy đứa nó về về quê làm giấy rồi chú. Rồi với em đi phát mã gì tôi nói chứ nó đi. Ở đây là có bao nhiêu chiếc ghe như thế này cô? Thì một ở đây là bảy tám hộ, nói chung ra là cũng mười mấy hộ mà ở chung với nhau hết trơn đó chú ơi, bảy tám hộ như là nhiều khi chiếc ghe về hai gia đình. Nó chứ đâu có ở luôn một gia đình chiếc gì đâu. Dạ, quê dạ. Cô ở đâu cô? Cho chú đi đây đứng đi chứ. Quê cô ở đâu? An Giang. An Giang. Ở quê là lúc đó ở Ngâm Giang. Chú mày giống chú Ngâm Bụi như ta. Dạ dạ. Chàng, ở trước lâu gặp. Ê bác đi nghe nó tiếng biết rồi. Bác, đứng dịu con. Cô, bạn con hỏi là cô quê ở đâu? Quê bây giờ hả? Quê gốc của cô á. Gốc ở Campuchia. Dạ. Ở trên miên á. Dạ. Đừng con, gớt chú. Đến bây giờ mình có giấy tờ xong hết chưa cô? Chưa, có làm gì đâu xong, sắp sửa đuổi đi nè, bớ chú quay chú này nó không cho cầu bắt đó. Lâu sức lâu mới gặp. Bây giờ thì bà con ở đây thì tổng hết là bao nhiêu hộ hết à? Cho tụi con biết thông tin thêm với. Đấy, mà 7 hộ mà bây giờ có vợ có chồng hết trơn là tới mười mấy hộ luôn. Có một điều nữa anh Hồ, những cái đứa trẻ sinh ra và lớn lên ở đây á là đều mắc bệnh hết. Một là bướu, hai là phổi, ba là ung thư. Bướu đó chú, nó đang đi giấy nè. Nên là những người sống ở đây. Cô bị ung thư gì? Ung thư tử cung đó chú. Dạ. Ung thư rồi ổng bị tai biến rồi. Ôi trời ơi, chú mà hỏi cái đàn ghe này. Đàn ghe này đóng ai ấy chứ. Ủa cô ở đây là cô làm cái công việc gì để gia đình mình sinh sống cô? Vớt mũ đó chú. Vớt phế liệu nè. Ổng mới vớt mũ á. Vớt dây xong á chú. Một ngày mình vớt mình bán được bao nhiêu à? Một ngày. Hồi lúc mà chú xuống ha. Ổng còn đi vớt được ngày 7-8 ký, 10 ký không có nữa. Bây giờ ổng đi không có nổi. Ổng đi đó mà ổng bước lên đây còn không nổi mà ổng đâu có đi vớt được. Có những người có khi nào cô rảnh rồi cô bơi đi vớt vòng vòng đây được vài ký gì đó, còn được không ấy đâu, có chăm mấy đứa này thôi. Cô năm nay là cô bao nhiêu rồi cô? Bao nhiêu tuổi? 56. Dạ. Cô về đây được lâu chưa? Về đây hả chú? Dạ. Về đây mười mấy năm rồi. Không biết mười mấy năm, không chính xác, không biết chính xác. Về gì cái gì lẻ chín đó. 2009. Đó tôi không biết chú. Nhưng mà cô là về Việt Nam thì bao lâu thì cô mới lên Sài Gòn này? Ở Việt Nam lâu rồi. Không biết là tôi cũng có nhớ đâu, lúc đó cha mẹ không mà giờ mình còn nhỏ mà. Chứ hồi lúc có vợ, có chồng rồi, ở dưới này rồi, về dưới này rồi. Lúc có gia đình là về dưới này luôn đó. Là lúc cô có gia đình là 19 tuổi á. Rồi về dưới Việt Nam này luôn đó, là cũng mấy chục năm rồi. Lâu rồi. Con nghe cô nói là cô gốc An Giang. À, tại sao cô không ở quê mà cô lại lên Sài Gòn này cô? Ở quê có miếng đất nào không? Không có đất, không có nhà nữa, lấy gì ở? Đừng con. Thì cô cũng vẫn phải sống ở trên ghe mà. Sống trên ghe vậy đó. Dạ. Mà ở An Giang. Ở trên biên rồi ông già về đó. Về đó rồi ông mắc ở đó. Nhưng mà con thấy sống trên ghe, nếu như mà cô sống ở quê nó sẽ dễ sống hơn là sống ở Sài Gòn này. Đúng rồi, ở dưới quê dễ sống mà chú biết làm sao không? Mà lúc đó mình đi cắt lúa mướn rồi đó. Rồi bây giờ nó ra máy không à, không có sót rồi lấy về cắt. Ở quê đói muốn chào hả? Nó bây giờ không có cái giống gì dân đi vô đồng mót. Mà đồng mà chú mót cũng được 1-2 dạ lúa ngày, bây giờ không được hột nào đâu, làm sao chú sống được. Cô bác người ta ủng hộ, có gạo, đồ ăn ở dưới quê không có, mình vô mình không có đất, có ruộng, không có nhà, có cửa nữa, chú coi làm gì ăn giờ. Rồi bé. Rồi mình có nghề đi bằng mướn không à, mà bằng mướn bây giờ máy cắt nó cắt không à, rồi đâu nó người ta đâu có mướn mình cắt nữa. Lâu quá, chắc lâu rồi đó chú mất số. Là làm sao đi bằng được. Chứ lúc đó đi cắt lúa đồ cũng được mà. Bây giờ máy cắt nó ra cắt hết trơn rồi, đâu có ai mướn mình đâu. Phải lên đây cho mấy đứa nó đi làm. Nó đi làm hồ rồi, có người đi làm hồ, có người đi làm công ty rồi. Chứ vậy thôi, chứ ổng lúc đó cũng làm hồ mà giờ ổng bị tai biến, ổng đâu có đi làm gì. Chú hôm nay đi làm gì vậy cô? Ổng đi dưới bà bị tai biến á. Rồi ổng đi dưới bà bị đột quỵ đó. Dạ. Rồi ổng đi rồi, ổng đi mấy ngày nay. Ổng cũng bị tai biến nữa. Mà có người chở đi giùm á.
Ờ, chú là năm nay là bao nhiêu tuổi rồi cô? Ông 57. 57 tuổi mà bị tai biến rồi hả? Bị tai biến mấy năm rồi chú ơi. Bên đầu kỳ đó chú mày đi, có con chú nhỏ nhỏ mừ nữa phải không chú? Ở trên cái chiếc bè của mình như thế này là có bao nhiêu người hả cô ha? Ở đây một gia đình là 7-8 người. Dạ. Gia đình này là tới về dâu luôn là 9 người cái gì á. Với mấy đứa nhỏ luôn á. À. 9 người cái gì, 9 người. Như vậy thì mỗi chiếc ghe như vậy thì chắc khoảng 2-3 thế hệ quá. Rồi con nè, con có gia đình nữa nè. Ừ. Thì ông bà cháu. Con cái và cháu. Ừ. Thì để mua một chiếc ghe mới thì cực kỳ khó. Và chắc có lẽ là mọi người gom góp nhau ở chung một cái chiếc ghe này quá. Dạ, chú biết, chú biết một cái chiếc ghe vậy mà nếu mà thấy là biết kép người ta lâu hết sức rồi mới gặp cái chú. Dạ, à, chú biết mà nội mà mua cái chiếc đó, ghe vậy chú à? là cũng nhiều tiền lắm chứ không phải ít đâu. Chú biết không, một chiếc cũng mấy chục triệu, không phải rẻ á. Vì từ đó giờ là ở dưới ghe là ở ngoài vậy đó, đâu có đất cát vậy đâu. À, cô có con và con của mình có gia đình rồi thì lúc mà mình đám tiệc thì sao cô? Có đứa nào thì gần gần thì nó còn có mặt chứ không có thì thôi chú ơi, nó không có okay. Tiền. Dạ. Yeah. Cái ngày đám cưới của con mình thì cô tổ chức ở đâu? Có đám cưới. Có rồi chú ơi, đám cưới đâu. Có gì đâu trên bàn. Không có đám cưới luôn. Ừ. Không có đám cưới, đám hỏi gì đâu chú. Có con nhỏ Ngọc Thắm á chú ơi, chú nhớ nhớ không chú? Chú không? Chú nhớ Ngọc Thắm không? Nó chỉ là có nó đi theo nhỏ đi rồi tới giờ sanh ra rồi bỏ cho tôi tới giờ đó đâu. Nó bỏ con nó luôn tới giờ tôi nuôi đó. Cô sống ở đây thì mình hiện nay mình đã có giấy chứng minh chưa cô? Chứng minh với quê chưa? Cô có rồi à. Có đầy đủ, chứng minh hộ khẩu có đầy đủ rồi, lên đây cũng trên phường này thì cũng có tạm trú rồi đó chú. Có. Vậy là cũng may mắn ha. Nếu mà có tạm trú thì mấy đứa nhỏ được đi học dễ dàng hơn. Chú ơi, không biết còn Thắm nó không biết sao vô học được 7 tuổi rồi đó. Bởi vì nó không có học mẫu giáo gì đó chú. Thành không có cái giấy gì đó. Sợ tao không cho vô học. Giờ người ta cho vô giờ cũng ở xa, đâu có biết chạy xe gì đâu. Đúng, chạy xe cổ chứ không biết sao. Có một điều nữa là tụi con đó giờ tiếp xúc rất là nhiều bà con sống trên ghe, đặc biệt là những bà con ở biển Hồ về á. Ừ. Ở bên Nam Giang về thì hầu hết ai cũng ước mơ được lên trên bờ sinh sống hết. Và ở đây thì bà con ở xóm này có một cái điều kiện dễ dàng hơn, có nghĩa là có những cái xóm trọ để có thể lên bờ thuê nhà và kiếm một công việc gì đó để làm. Từ đó đến giờ thì mình định cư ở đây nhiều năm rồi, tại sao mình không có lên bờ để mình ổn định cuộc sống hơn nè? Lên bờ chú phải làm gì, trả tiền trọ. Tiền trọ giờ chú đâu phải, chú biết đâu có nhiều ít đâu. Nội cái phòng mà nãy chú xuống đó 1,8 triệu mà nó có chút xíu xíu gì nè chú ở sao được. Nó còn như là phòng đó cũng dành cho hai chồng đứa con đều được, chứ còn bên mình gia đình ở không được. Mà cô cũng mướn cái nhà trọ trên đó đó, đặng câu nước xuống đó, câu nước câu điện á chú xài đó. Chứ cũng hàng tháng thì mấy đứa nó góp đợi trả đó. À, cô mướn một cái căn phòng trọ trên đó để cô chỉ để truyền nước xuống đây thôi. Truyền nước với xà điện á chú. Dạ. Em mới có đi một xíu thôi mà giờ cái chân nó ngứa này. Muốn đỏ lên nè. Nhớ đó chị ba. Đi sập chúng dưới đất. Dính cái bùn xíu mà giờ nó đỏ cái chân nó ngứa rồi, quá trời luôn. Đây được, người ta không cho đi lên nữa rồi. Cho nên là mình thấy rằng là bà con ở đây á sống một cái điều kiện nó quá sức là tệ ha. Nước nôi đồ nó cũng không có được như bình thường. Ừ. Điều kiện rồi. Sống của cô á thì không phải là sống thiếu thốn thôi, mà điều kiện sống của cô nó không đảm bảo cái cuộc sống ở cái môi trường tự nhiên. Có nghĩa là những người mà cô chú anh chị mà con với lại em Phong tiếp xúc với cô chú anh chị là Việt kiều Campuchia á thì định cư ở các tỉnh miền Tây á thì cái điều kiện sống tự nhiên á nó đảm bảo hơn ở đây rất là nhiều. Dạ, nhất là về cái môi trường nước nè. Dạ, như em Phong có chia sẻ bé ở bên đây, bé mấy tuổi rồi cô? Bé này hả chú? Dạ. Nó 3 tuổi rồi. Và mình nhìn cái thể trạng của bé đó thì cái làn da cũng như là cái gương mặt của bé thì nó không khỏe mạnh bình thường như các cháu bé khác. Ông nó mới đi bệnh viện vậy mà chú. Dạ.
và bé có một cái khối u ở ngay chỗ cổ là trời ơi, chú biết không, tụi nó chết rồi đó, mới đi gần một mấy tuần rồi chú không, nó bị sưng, nó thở không được mà chú biết không, cô gối sức gối rồi đem vô bác sĩ tư kêu đi đem liền lên trên bệnh viện Nhi Đồng 1 á, là được đem nó đi chỉnh, nó nằm một tháng trời rồi chú không, bây giờ người mới xẹp xuống đó là đâu, con trai lại coi thử ấy. Bé là bác sĩ mới cho về mà kêu uống thuốc á chú không, uống thuốc một viên chú coi, một viên một 150 mấy ngàn gì đó, rồi đây nè mà chú coi uống rồi mấy tuần nay không có tiền cái đầu bỏ thuốc luôn à, đó bác sĩ kêu uống hàng ngày á chú, với chú biết không, một lần nó uống 10 ngày là 1 triệu mấy, một tháng cũng 4-5 triệu á, rồi ba với mẹ nó đâu có tiền đâu, mẹ nó cũng mới bệnh đi nó mới mổ mấy ngày. Vậy thì nãy giờ mình điểm qua điểm lại á, là 10 người ít nhất là phải 8-9 người là ở đây là bệnh hết rồi. Bệnh hết luôn. Hết trơn cái đây luôn, bệnh. Bệnh hết luôn, không bệnh này cũng bệnh kia. Nó chú biết không? Bệnh hết trơn chứ mà. Tôi tính mặc áo vô chú biết tôi đi đâu. Tính đi hái rau muống thôi chú. Hái rau muống. Giờ đi hái rau muống rồi về rồi bán 1 ký có mấy ngàn. Mình hái gần đây không mà. Hái bả nó không gài nào, bả cũng tưởng bả chết nữa, bả ỉa bả. Ôi tự nhiên rồi. Bệnh không mà chú ơi, ở đây với nói chú không có người nào mà không bệnh hết chứ. Nắng quá nắng rồi. Cũng bệnh này bệnh kia. Bơi đi mà nước lớn gì mới đi được. Rồi nước dòng lại nó khô hết trơn rồi chú đâu có hái được. Vậy là cô hái rau muống xong á. Dạ hái rau muống ở ngoài xong á. 1 ký mình bán được bao nhiêu à? 1 ký được, nhiều khi mình bán có 10 ngàn 1 ký cũng có. Mà hái không có được nhiều đâu chú ơi, chừng 5-6 ký cũng có. 3-4 ký cũng có, mà mình hái rau muống cho người ta ăn á, mới muốn ngon, muốn đứng lên không á chú. Chứ không phải mình nói mà như ba rau muống ở đây nước dơ lắm, đâu có hái. Đâu có ăn như rau muống đâu. Anh thấy tay của mọi người không? Cho con mượn coi nè, nó bị hư hết à. Bị dạ. Nước ăn á. Dạ. Bị nước ăn á. Dạ. Một là nước ăn, hai là cái môi trường nước nó ô nhiễm. Ăn chú gãy chân. Tôi đi đâu có được đâu chú ơi, tôi nhờ tôi đi chăm cứu vô chùa, tôi đi chăm cứu nó đỡ là tôi đi được thì thôi, chứ tôi đi không được. Tôi nói bằng đây cái tôi lết rồi tới đó thôi, chứ đi đứng đi không được. Thì nhờ chăm cứu là đi mới đỡ đi được, mà đi xa không được. Các ông bà cô chú ở đây là đều là gốc ở miền Tây lên đây định cư hết hả cô? Dạ ở miền Tây. Lúc nãy con có nghe cô chia sẻ đó là chuẩn bị đường người ta bích, người ta không cho mình đi nữa, hoặc là người ta đuổi mình đi, thì lúc dạ. Đó cô sẽ dự tính như thế nào? Người ta đuổi đó chú ơi, người ta đuổi đi đó, người ta kêu di dời luôn đó, mà tại vì vô dịch bệnh nè, dịch bệnh là người ta ngưng lại đó, dạ. Chứ người ta kêu di dời đó. Mà cũng chưa biết nữa là chú ơi, lúc đó chú Hồng nói đứng ra đi đưa qua bên dì bệnh đó, ham gần chết vậy đó, mà sao đi không được, đi cái thằng nhỏ bên đây chú biết không, nó bị mổ vậy nè, thường ngày có điện, thường ngày là nhà, khi nào mà nó nghẹt đàm thì hút, chứ còn nếu mà không có điện là nó chết, nó thành đi đâu cũng không được chân á, nói chú á. Ba bốn tuổi hay gì đó. Bé bị, bác sĩ nói bé bị gì vậy cô? Thằng nãy hả, bị u bạch huyết. U bạch huyết. Dạ u bạch huyết. Mà với nó bị cái gì máu gì nữa đó, tôi không biết, nó trong cái cuốn. Rồi chú biết không, bây giờ về phải uống thuốc hàng ngày. Một viên là 150 mấy ngàn thì uống 2 viên một ngày. Còn nếu mà một viên mà 70-80 thì phải uống 3-4 viên một ngày. Nó cái lượng của nó vậy đó. Mà gần 2 tuần nay rồi không có tiền mua là không, là bỏ luôn đó. Đó. Rồi với mẹ nó cũng mới mổ mấy ngày nay nè chú ơi, không biết không bị gì không biết nữa. Mẹ cháu bây giờ đang ở đâu ạ? Mẹ nó giờ đang ở bên xuất viện về mấy ngày hôm qua kia, giờ ở trên nhà trọ. À vậy là cái căn nhà trọ mà mình thuê để mình câu điện nước xuống dưới này á. Dạ. À. Trên nhà trọ chú. Ở đây thì mình việc mà ăn uống thì mình mua đồ như thế nào hay chị? Cô. Trời ơi trời, chú ơi nhiều khi cũng không có được, nhiều khi đi làm bờ được thì mua đồ ăn là không có thôi. Ừ. Chứ đi khổ cực lắm. Dạ. Chú coi đi cái cầu đó mới đóng lại đó, là chú mới được đi xuống vậy á, chứ đâu đi xuống cũng được đâu. Bích lối đi luôn. Dạ. Đúng rồi, là đi không được. Với nhiều khi đi lộ cho đường này là đường chú đi xuống nãy đó. Nó dạ. Cực khổ quá, đi không được. Nó nhiều khi cũng không có đi, nhiều khi cũng có đi thằng này nè, nó đói. Nó lên bờ mua này cái nọ cho ăn sáng cũng không đi thôi, sáng giờ không có đi. Lúc trước thì cô sống ở Campuchia là bao nhiêu năm? Cha mẹ trên đó luôn mà. Dạ. Thì từ nhỏ đến lớn là cô đã sống trên đó. Dạ đúng rồi, mà hồi lúc mà đi xuống Việt Nam với này là có chồng là mới xuống Việt Nam luôn tới giờ. Là cô bao nhiêu tuổi cô mới có chồng? 19 tuổi hả? 19 tuổi.
Con nghĩ thì cái công việc mà sống ở trên cái vùng đất Sài Gòn này, với lại có một cái chất lượng cuộc sống nó thấp như thế này, thì đối với mười mấy năm thì nó không có dài lắm. Tại sao cô không chọn về đi với những cái chiếc ghe của mình về lại miền Tây, chọn một cái môi trường nước sống tốt hơn, để cho các bé nhỏ như thế này nè nó không phải bị bệnh. Và đặc biệt là con chia sẻ thật với cô á, thì nãy giờ con với em Phong đang ngồi đây thì do thay đổi cái môi trường không khí mà chú thấy hôi nhiều. Nói với chú vậy chứ về miền Tây mình sống khó sống hơn chú ơi, tại vì mình không có nghề nghiệp một hai nữa, đất cát thì nó không có, không có nhà cửa, không có nhà cửa, mình không có, mình về đó mình sống nên mình đói. Còn mình sống ở trên cái thành phố thì mình thấy như vậy, mình đi vớt mũ hay mình bẻ rau gác mình đi bán nó cũng có được 50-30 ngàn, cũng có ra ăn chú. Mình nói vậy nó cũng sống vậy chứ nó dễ hơn trên miền Tây, tại vì nó khó sống lắm chú thấy gì? Cộng rau cộng gác đi cũng phải mua ăn nữa chứ đừng nói mà chú có tiền cũng phải mua chứ đâu có phải mà nói mà đi hái gì đồ như đây ở đây bơi vớt chay cũng được 5-7 ký đồ ăn bán cũng được, còn ở dưới quê đâu có đâu chú, dây chai đồ nước lớn như gì là chú thả chú đi vớt ở đây tới chiều vậy chú cũng được 5-3 ký rồi chú bán cũng có tiền. Con chia sẻ với cô thì như lúc nãy con với lại em Phong cũng có nói là ở miền Tây cũng có rất là nhiều cô chú định cư giống như cô. Và cái công việc hiện nay ở miền Tây á, gao ở dưới sông á rất là nhiều, mà cho cô chỉ cần một cái tay lưới thôi là cô có thể đủ ăn một ngày. Cái tay lưới mà mình đợi nước lên mới có, là nó không có nước mà lên á chú dân cũng không có cá. Có nước lên, nước lên ngập đồng á, ngập cái đồng ngập đồng mới có. À, chú bổ tay lưới thì có cá ăn liền. Còn như nước này nó không có, nó khô queo hết trơn rồi mình đâu có dân được đâu. Bây giờ nó khó hơn hồi xưa lắm, bây giờ nó đắp đê cao lắm, nước không có tràn vô nữa. Đất đê cao lắm, không có tràn nước vô ruộng như một hồi xưa nữa. Nó hồi xưa còn là nước lên rồi ngập đồng hết trơn, mình bơi xuồng giăng câu giăng lưới rồi được hết trơn. Còn bây giờ không được đâu. Cái điều kiện của cô chú là ngày thay đổi cái môi trường sống. Ví dụ như là cả cái xóm này mà muốn lên trên bờ á thì không phải đơn giản. Tại vì mọi người rất là sợ câu chuyện lên rồi không biết tương lai nó như thế nào. Đúng rồi. Đói nha chú, đói. Lên cô xuất qua đây này, bà... lên bờ thì nó dễ vậy, ham cũng ham lên bờ lắm chú ơi, mà mình không biết cái cuộc sống mình nó như được người ta không. Chú thấy lên chiếc xe đạp cũng không biết chạy, nhiều khi chú lên chú biết chạy cái chiếc xe đạp chú chạy chú chở miếng này kia nọ chú đi bán cũng có tiền ăn nữa, mình cũng có thiệt gì. Ai điện vậy? Như giờ mình không biết rồi, cái đi đâu cũng đi bộ không, chú thấy lộ bộ không, chú chạy xe chạy gì. Tôi thấy như tôi già gì tôi chưa biết ngay cái điện thoại xài, cái điện thoại nhỏ ba cái cùi bắp cùi gì nghe nói tôi cũng chưa có biết xài ra sao không biết. Ai cái điện thoại vô coi, điện thoại chính có ba mình có điện không bé, phải không, ai của chú có chú không, chú không biết nữa thì bà nội dùng coi, phải cái điện thoại hậu xuống coi đi con. Cô bác anh chị có thể thấy đây là một cái tấm xốp nhỏ, và cô chú ở đây phải tận dụng cái tấm xốp này để trồng rau, và mọi thứ nó đều chắc chứa trên một cái xốp này, tặng luôn cái bè như gì trong một cái con dòng sông rất là ô nhiễm như thế này. Ta thấy mình ta cũng tội nghiệp, mà phần hồi đó giờ như là ta thấy mình ở đây rồi, mình không có mất lòng với ai, mà còn hai nữa mình sống thật thà chứ mình không có phá phế gì ai hết trơn á chú. Ta thấy vậy thôi, chẳng chứ còn mấy mẹ năm tôi nói với chú chứ lũi cái xuồng hay cái ghe gì vô cái bến này chắc cũng khó mà đậu. Người ta nghĩ là mắc đồ của người ta chú, mình ở đây không có, người ta thấy mình ta cũng tội nghiệp cho mình ở. Nãy giờ thì anh em mình chỉ ghé được có một trên 7-8 hộ gia đình thôi ha anh Hồ. Nhưng mà cái điển hình chung ở đây á là bà con sống ở đây đều mắc bệnh hết. Và bên kia ở chiếc ghe lớn kia cũng là một hộ gia đình, nơi đó thì cũng có một đứa nhỏ cũng đang bệnh. Thì chắc có lẽ mình sẽ ghé từng thăm từng hộ luôn, để cho mọi người nhìn về cái bức tranh toàn cảnh của một cái bé sớm ngụ cư ở giữa Sài Gòn như thế nào. Những người họ đang lên đên cái cuộc sống của họ. Thiệt ra thì hiện giờ bà con ở đây thì chỉ mong là một ngày đủ cơm 3 bữa thôi, ước mơ một cách mơ đơn giản thôi à, ước mơ đủ đồ ăn thôi. Và chắc lẽ mình qua cái ghe bên kia luôn anh Hồ. Sống vậy chú ơi, chứ còn như tôi cũng khổ. Tôi lên bệnh viện mà bệnh viện gì quên, không biết có cái giấy nữa. Người ta kêu tôi mổ vì tôi bệnh u sơ, mà cũng đâu cũng mấy năm nay rồi chú.
Rồi tôi cũng không có đi mổ rồi gì chứ, tôi cũng nghĩ là tôi không bệnh luôn, tôi đi mằng bậy bạ lây lắc vậy. Tôi cũng bỏ luôn, tôi không có nghĩ gì tới đâu hay tới đó, tới đó sống đây gì. Ở đây thì mưa sao con? Trời ơi, mưa ướt hết luôn chú. Thấy nè, không có một cái tấm màn gì hết à? Dạ, ướt hết, mưa là ướt hết. Tới trong trống luôn là bắt đầu gom lại là ngồi đi, rồi đầu hết trước mưa thôi. Vào tháng 9, tháng 10 á, Sài Gòn hay ngập, ngập do triều cường. Thì cái con sông Trời Đệm này nó sẽ bị ngập cũng phải 2-3 mét. Thì như vậy thì những cái này nó bị tràn nước vào trong nhà không à? Không, cái này nó nổi mà. À, nổi theo mặt nước hay? À, cái này nổi theo mặt nước mà, nước nó lên tới đâu thì nổi tới đó. Vậy cũng mừng ha. Dạ. Mày bị sốt ở dưới này không à? Mấy cái thùng mút nữa động động vô vậy đó nó nổi lên vậy. Mà có trời giông trời bão gì sợ trôi á chú. Mình sợ trôi thôi chứ mình không sợ chìm. Nhưng mà những cái tấm xốp này nó cũng có tuổi thọ của nó. Thường thì bao lâu thì mình sẽ thay một lần, và xốp này là mình mua hay là mình nhặt ở dưới sông? Vớt ba cái thùng, cái thứ ta đựng nước đá, thùng mút cái ấy được chú. Rồi dồn dồn vô lại gì nè. Dồn vớt không ăn thùng mút này như gì nè. Vớt không á chú. Vậy là, dạ, vậy là các chú phải dạ lội lặn xuống đây để mà nhét từng cái thùng xốp vô. Dạ. Làm lại kết lại là, như là lấy cây mình kết ngang vậy nè chú. Kết vuông dứt rồi mình mới cũng như cái thùng này mình sắp rồi đầu mình cây ngang mình để ngang rồi đầu mình mới đóng dán lên. Vậy ba thì chú có bị thường bị bệnh về da không? Trời ơi trời. Ngứa đồ không? Sao không? Ngứa cái gì cũng ấy. Ngứa đi mình cũng lên mình tắm rửa nọ chú. Này cũng vớt không rồi làm ở vớt không á, ở đây là không có gì mua chứ vớt không sống gì không sống gì. Em Phong mới vừa đi một tí xíu thôi, chỉ cần cái chân mà dạ, đúng rồi dính xuống sình thôi là khoảng 5 phút sau ngứa. Nó làm như nó là nó sẽ ửng đỏ sình, nó ngứa nó lạnh vô nó chân lông mình đó chú, nó ngứa nó ngứa này dạ. Kinh ha, một cái môi trường sống cực kỳ. Ở mình sẽ ghé thăm hộ tiếp theo đi anh Hồ, để cho mọi người cùng hiểu rõ hơn ha. Mình sẽ quay lại ha.